Rồi, chào mọi người. Hôm nay xin giới thiệu cho người là bốn cái cưa lá liễu của hãng Total. Thì trong bốn cái này nó sẽ có là phân là hai loại. Loại bên đây là loại thường và loại đây là loại xịn. Thì mọi người để ý những cái loại này nó khác nhau chỗ nào. Những cái loại thường thì nó làm như thế này, và những loại xịn thì nó có dán, nó in thêm cái logo là hàng công nghiệp ha, industrial, hàng công nghiệp đó. Thì bên đây cũng vậy. Thì tại sao nó có phân biệt như vậy? Ví dụ như những cái mình xài hàng công nghiệp á, là những hàng chất lượng nó tốt, thép nó tốt hơn. Mọi người lưu ý ha, những hàng công nghiệp là chất lượng thép nó sẽ tốt hơn là cái loại thường đó, tốt hơn những cái là hàng hàng thường. Thì công nghiệp là sao? Công nghiệp là gì? Nó sản xuất ra một cái sản phẩm, nó sử dụng cho một cái khối lượng công việc cao, một cái khối lượng công việc lớn đó, thì nó gọi là hàng công nghiệp. Ví dụ xài liên tục. Còn ví dụ còn chúng ta mà mua về người ta xài dài gia đình thì người ta xài những hàng này. Gia đình nghĩa là cái chuyện đem nó xài cuối tuần gì đó, người ta đem nó xài. Thì ban ngày em đi làm mà chiều về hoặc ngày nào thì ta mới đem ra ta xài thôi. Thì cái đó là nó sản xuất ra hai dòng ha. Nếu mà tôi xài gia đình thì trang bị những hàng này là ok. Còn nếu chúng ta muốn xài những khối lượng công việc nó cao nhiều thì chúng ta xài những hàng trên đây ha. Thì những hàng này cái giá nó sẽ khác khác nhau đó, giá nó khác nhau. Ví dụ như hàng này là bằng 4 tấc nè, có 5 tấc nè. 5 tấc thì giá nó là 100.000 ha, 100.000. Còn mà 5 tấc rưỡi là 110. Còn cái thằng này, hàng công nghiệp bên đây á, thì nó loại là 4 tấc nè, 4 tấc giá là 150 rồi. Thằng này là 5 tấc ha, 5 tấc thì giá là 170. Thì nó khác nhau vậy thôi. Đó, khác nhau về cái chất liệu thép ha. Mọi người lưu ý khác nhau về chất liệu thép. Đó, chất liệu thép mà làm nên cái này. Thì dưới đây là nó ghi là thép là SK5 nè. Thằng này thì nó không có, nó sẽ không có điền cái loại thép đó ha, nó không không có điền. Thì nó ghi là thời gian sử dụng ha, tuổi thọ nó bền hơn, dài hơn ha. Đó, tôi thọ nó dài hơn, fast cut à, cắt nhanh hơn đó. Còn này thì nó lại không có ghi à, hàng này không có ghi. Hiện tại tôi giới thiệu vậy để cho mọi người hình dung được. Nhiều lúc mọi người mua cưa mà sợ lầm á, là mua bán cái giá này mà lấy cái cưa này thì mọi người xài ví dụ như nó là không được cái giới. Mà thật sự nó chỉ khác là mọi người để ý là cái tay cầm nè, tay cầm thông thường cái cưa này nó khác nhau một chút nè, thấy chưa? Đó, nó khác, nó hơi khác một chút thôi chứ không không có nhiều lắm. Còn về căn bản thì nhìn nhìn nó sơ qua thì cũng giống như nhau thôi ha. Đây thì hai cái thằng cưa lưới cưa công nghiệp như thế nào đây đó, đây có nhà sản xuất đó, thằng lưỡi cưa công nghiệp cắt tốt hơn, thời gian sử dụng lâu hơn. Thì quan trọng là cái lưỡi thôi và cái thép à, cái thép làm ra cái cưa à, chứ còn bình thường mình sử dụng một cái thép thường ra cái cưa thì nó sẽ thường loại thường à. Hàng công nghiệp thì nó dán đóng logo đây luôn ha, Industrial ha. Đó, rất là đẹp. Thì tôi giới thiệu hết như vậy để cho mọi người nắm là mình đang cần xài cái gì. À, nhà thì người ta chơi này ha, còn ông này đó. Thì tất cả những lưỡi cưa này nó đều qua tôi ha, tôi cho nó cứng hơn đó, tôi nó cứng hơn à. Thực sự hàng gia đình thì xài cũng lâu lâu mòn đó nha mọi người, chứ nó không phải là cắt được năm ba lần, năm bảy lần là dục, không có đâu à. Thì những cái lưỡi cưa này nè mọi người, đây tôi so sánh thì xem hai cái thằng cưa nó khác nhau đây. Nào người để ý hai cái cưa này nè, nó thiết kế là hai cái nó mài hai cạnh này nó khác nhau đó, khác nhau ở trên đây á, ở trên đây nè cái đầu cưa nó còn phát thêm một cái góc ha. Ở trên đây nè có một khi mà nó mài xong ở trên đây cái đầu cưa còn phát thêm một cái góc khoảng 45 độ ha. Ngoài cái thằng lưỡi lên trên, nó trên nó còn phát thêm một góc nữa giúp cho nó bén hơn đó ha. Còn thằng lưỡi cưa mà loại này, loại gia đình thì không, loại gia đình thì nó giống như cái lưỡi cưa truyền thống của chúng ta đó, thì nó chỉ cần là nó bẻ qua bẻ lại và nó mài nhọn cạnh thôi ha. Những cái lưỡi cưa này, những cái đầu này nè, những cái đầu này thì nó chỉ cần mài nhọn cạnh thôi đó, là cái truyền thống. Còn thằng công nghiệp thì nó còn phát thêm một cái góc ở trên đây nữa à, mọi người thấy à, trên cái đầu như đây nó còn phát thêm một cái góc à.
giúp cho nó bén hơn đó. Mà những cái thằng lưỡi cưa công nghiệp này mỗi lần mà nó mòn chúng ta mài là chua lắm, tại vì nó rất là khó. Một cái lưỡi này chúng ta phải mài tới một cái thằng này nè, mài tới 3 lần luôn á, một cái thằng ngang này, một thằng bên đây và một thằng góc cạnh dưới đây nữa ha. Nó thiết kế là cái lưỡi cưa này nó xịn hơn đó, nên nó sẽ mắc hơn. Rồi mọi người ha, thì mọi người có nhu cầu mua hàng liên hệ với tôi theo số điện thoại bên dưới ha. Mình nhắc lại là cái giá, thì cái giá hàng công nghiệp là 150, 170 nha, là 4 tấc, 4 tấc là 150 ha. Còn ông này là 5 5 tấc ha, 5 tấc của hàng công nghiệp đây nha, 5 tấc là 170. Xài những cái cưa, những cái mà nằm ở trên cao giờ chúng ta cưa cành ok đó, rất là ok. Sài Gòn chắc có vẻ là cưa này ít xài, nhưng mà dưới quê á xài đã lắm. Thì tôi sẽ, cái đó là tôi chỉ mọi người phân biệt cái giữa hai cái dạng cưa ha, hai dạng lưỡi. Rồi, sẵn quảng cáo lưỡi hết luôn, rất là đẹp. Này nó mài cưa như lưỡi truyền thống thôi, truyền thống như là năm chín mấy thì cái lưỡi cưa nó chỉ vậy thôi. Ở Việt Nam ta là với thợ mộc ngày xưa là làm với cưa cưa này thôi, bẻ ra bẻ lại vậy thôi đó. Rồi mọi người có nhu cầu mua hàng có liên hệ với tôi số điện thoại là 0942 309090 ha. Những cái cưa này nó hơi lớn nha mọi người ha, mỗi lần mà đóng gói hoặc là ship hàng chắc mọi người cứ cho ông tin đi, báo phí ship sau nha. Cái thông thường những mặt hàng gọn gọn thì tôi sẽ cộng cái phí ship báo liền cho mọi người, rồi những cái này cưa lớn ha, đóng gói nó hơi cực một chút thì tôi sẽ báo cái phí ship cho mọi người ha, đồng ý thì tôi sẽ ship hàng ha. Rồi cảm ơn, xin chào ha.